đem hai bao xi măng vào ta cúng chùa, giúp chùa xây rồi. Còn nếu không phải là hai bao mà ta đem vào 200 bao thì sao? Thì khoảng 20 kiếp sau, cái nhà mình phải là nhà 2 tầng, lúc nào cũng phải được cái nhà đẹp cả, vì ta cúng tới 200 bao xi măng. Rồi nói: thưa thầy, con bao hết toàn bộ cái chùa luôn, cúng xây hết toàn bộ cái chùa luôn, thì kiếp sau còn sao? Thầy báo tin buồn, kiếp sau sẽ làm đại gia nhà đất, buôn bán nhà đất rất thành công. Mỗi cái